chiến trường Đông Âu nóng rực khi Nga tố cáo tội ác của NATO điều phối các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, gấp rút Ukraine rút dần quân vì sợ Nga phản công nhanh. Dù vậy, lữ đoàn cơ giới số 47, đơn vị thiện chiến hàng đầu của Ukraine đã có thể bám trụ trên tiền tuyến nhờ vào thiết giáp M2 Bradley do Mỹ viện trợ. Bên cạnh đó, anh sàng lọc vật tư quân sự cũ gửi viện trợ cho Ukraine. Giữa lúc giao tranh căng thẳng, Nga rất muốn có pháo phản lực Polonets của Belarus, nhưng không dễ để Minsk cung cấp vũ khí này cho Moscow. Song song với diễn biến trên, Hải quân Mỹ và Italia đã tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ 3 trong năm nay ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga tin rằng phương Tây từ lâu đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa của Kiev vào Liên bang Nga. Phát biểu tại một hội nghị bàn tròn về giải quyết tình hình xung quanh Ukraine, ông Sergei Lavrov nói, Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng quyết định dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga đã được đưa ra. Bây giờ, họ đang cố gắng thể hiện nó đẹp hơn, trang nhã hơn trong không gian công cộng. Ngoài ra, ông cũng cho biết NATO không chỉ cung cấp vũ khí mà còn chuyển giao dữ liệu từ tình báo không gian quân sự cho Kiev. Những dữ liệu này được sử dụng để xác định vị trí và tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp, cũng như các cơ sở xã hội như trường học, nhà trẻ và phòng khám. Ngoại trưởng Nga nói, các chuyên gia quân sự phương Tây thực sự đang điều phối việc tấn công bằng các phương tiện chính xác vào những mục tiêu này đặc biệt là các mục tiêu dân sự. Ngoại trưởng nga cũng nhấn mạnh các cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở các khu vực Benkovsk và Bryansk, cũng như các vụ phóng máy bay không người lái tấn công định kỳ ở các khu vực biên giới khác của nga diễn ra trong hơn một năm. Ở một diễn biến khác, mới đây nhà báo Ireland Chaybois cho biết trên mạng xã hội X các đơn vị ukraine đang rời khỏi vị trí của mình ở Kursk vì lo sợ bị bao vây do cuộc phản công nhanh chóng của Nga. Ông lưu ý, quân đội Nga đã giải phóng một số khu định cư trong khu vực, dẫn đến thất bại trong cuộc xâm nhập vào Kursk. Nhà báo viết, sườn mặt trận cuộc xâm lược của Ukraine đã sụp đổ. Nga khẳng định chiến dịch tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục và trong những ngày qua, các đơn vị nhóm quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát được 10 khu định cư. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, quân đội Nga đang đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk và sẽ đạt được kết quả. Chúng ta có thể quan sát sự gia tăng các cuộc tấn công của Kiev vào các mục tiêu dân sự rồi cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraina ở khu vực Kursk. Họ đang bị đẩy ra khỏi đây và sẽ bị quét sạch, chắc chắn là như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Khi các lực lượng của Ukraine tiến hành cuộc phản công ở phía Nam vào giữa năm ngoái, Lữ đoàn cơ giới số 47 đã tiến vào tiền tuyến chật vật vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga bằng xe già phá mìn hạng nặng Leopard 2R cũ của Phần Lan, xe tăng Leopard 2A6 cũ của châu Âu và phương tiện chiến đấu bộ binh M2 cũ của Mỹ. Đây là một cuộc phản công hao người tốn của của lữ đoàn cơ giới số 47 Tinh nhuệ được NATO huấn luyện. Trong nhiều tháng tấn công khó khăn, lữ đoàn đã mất gần như toàn bộ Leopard 2R, một số xe tăng Leopard 2A6 và hàng chục chiếc M2. Đó là chưa kể đến tổn thất về binh sĩ của lữ đoàn. Tuy nhiên, những cuộc giao tranh gian khổ đó không giúp Lữ đoàn 47 đạt được đột phá. Vào đầu tháng 9 năm 2024, Lữ đoàn 47 cuối cùng đã rời tiền tuyến ở Donetsk và được triển khai đến Pavlograd, một nơi tương đối an toàn cách Pokrovsk, 96 km về phía Tây. Tại đây, Lữ đoàn cơ giới 47 dường như đang tuyển quân mới, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng trong xung đột. Có lẽ quan trọng nhất là chuẩn bị tiếp nhận các phương tiện M2 mới từ Mỹ. M2 là thiết giáp bánh xích nặng 33 tấn, có thể chở tối đa 10 người, gồm 3 thành viên kiếp lái và 7 lính bộ binh, được trang bị pháo cơ động 25mm mạnh mẽ cùng tên lửa chống tăng TOV kép và giáp phản ứng để tăng cường khả năng bảo vệ. Theo thống kê của Force, tới nay, Mỹ đã gửi cho Ukraine 300 chiếc M2. Mỹ vẫn còn hàng nghìn chiếc thiết giáp loại này trong các kho vũ khí. Lữ đoàn cơ giới số 47 đã và đang rất cần xe chiến đấu mới Điều đó cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các phương tiện quân sự trong biên chế của Ukraine. Trong số tất cả các loại xe chiến đấu mà Ukraine nhận được từ các đồng minh của họ trong 30 tháng giao tranh với Nga, M2 với khả năng cơ động, bảo vệ và hỏa lực có thể là phương tiện họ yêu thích nhất. Một chỉ huy M2 Bradley giàu kinh nghiệm chia sẻ, M2 hoạt động như một chiếc đồng hồ. Lữ đoàn cơ giới số 47 là đơn vị Ukraine duy nhất vận hành phương tiện M2 để phát huy đầy đủ sức mạnh, lữ đoàn này lẽ ra cần có khoảng 100 xe Bradley cho 3 tiểu đoàn. Chính vì có M2 mà Bộ Tổng tham mưu của Kiev vẫn tiếp tục điều động lữ đoàn cơ giới số 47 làm nhiệm vụ. Ông Brandon Whitecutch, một nhà phân tích quân sự trên tạp chí National Interest, từng cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tuyên bố hỗ trợ cho Ukraine, nhưng trên thực tế họ lại gửi vũ khí cũ và lỗi thời đến nước này trong suốt 2 năm kể từ khi xảy ra xung đột với Nga. Theo tạp chí National Interest, Ukraine đã trở thành bãi chứa vũ khí cũ của NATO và trang thiết bị được cung cấp cho nước này chẳng khác gì đồ bỏ đi. Mới đây nhất, báo cáo được Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Anh NAO công bố vừa qua cho thấy, Bộ Quốc phòng Anh ưu tiên chuyển giao những vật tư quân sự cũ thuộc diện sắp bị vứt bỏ hoặc thay thế cho Ukraine sau khi xung đột nổ ra. Theo NAO, lượng thiết bị và vật tư quân sự rút khỏi kho của Anh để chuyển tới Ukraine, trị giá khoảng 224,5 triệu đô la Mỹ. Trong số này, có 17.000 đô giày quân dụng thuộc diện gần hết hạn sử dụng và sẽ bị vứt ra bãi rác nếu không bán được dưới dạng trang bị dư thừa. NAO cho biết, những loại vật tư quân sự như vậy thường bị vứt bỏ hoặc thay thế, nhưng Bộ Quốc phòng Anh cho rằng viện trợ chúng mang lại giá trị trực tiếp cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, NAO cũng khẳng định số vật tư quân sự cũ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng viện trợ cho Ukraine, với 3 phần tư số hàng được bàn giao trong năm đầu xung đột. Ngoài ra, nước này cũng dự kiến chi khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ để thay thế các thiết bị cũ đã viện trợ cho Ukraine. Pháp cũng đã từng cung cấp cho Ukraine xe bọc thép AMX-10RC hay còn gọi là xe tăng bọc thép hạng nhẹ. Tuy nhiên, nguồn gốc của loại xe tăng này có từ đầu những năm 1980 và lần nâng cấp cuối cùng vào năm 2000. Quân đội Pháp bắt đầu ngừng hoạt động những chiếc xe tăng này vào năm 2021 và bắt đầu chuyển giao cho Ukraine vào năm 2022. Khi lực lượng Ukraine bắt đầu triển khai loại vũ khí này trên chiến tuyến, họ lập tức nhận thấy những thiết bị như vậy không phù hợp cho tác chiến hiện đại. Kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2 năm 2022, cả Nga và Ukraine đều tiêu hao đáng kể cả về nhân lực cũng như trang thiết bị chiến đấu. Các quan chức Nga nhiều lần đưa ra cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột và sẽ không đem lại được kết quả gì. Nga sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương xứng ra mắt trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng ở Minsk năm 2015 và được đưa vào sử dụng trong lực lượng vũ trang Belarus một năm sau đó. Polonez là hệ thống phóng rocket đa nòng độc đáo do Belarus sản xuất, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào nơi tập trung binh lực, xe thiết giáp, sở chỉ huy, kho đạn dược, sân bay của đối phương. Nga rất muốn có loại pháo phản lực này nhưng không dễ để Minsk cung cấp vũ khí này cho Moscow. Theo South Channel Morning Post, SCMP, Belarus có thể cung cấp pháo phản lực phóng loạt MLRS Polonez cho quân đội Nga, nhưng việc này cần sự cho phép từ phía Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 300 km nhờ tên lửa dẫn đường công nghệ cao. Một loại vũ khí như vậy theo nhận xét sẽ rất hữu ích đối với quân đội Nga trên chiến trường để tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng Minsk không thể chuyển giao chúng cho Moscow. Vấn đề nằm ở chỗ Polonez MLRS sử dụng tên lửa do Trung Quốc sản xuất, điều đó có nghĩa là việc chuyển giao phải có sự cho phép từ Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc sẽ không nhượng bộ vì họ không muốn hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ với phương Tây. Theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép, bất kỳ hợp đồng xuất khẩu nào liên quan đến tổ hợp vũ khí này đều phải có sự chấp thuận của Trung Quốc. Chính vì vậy, mặc dù mới đây Belarus đã phải trưng dụng xe tăng thiết giáp pháo binh từ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trực chiến của mình để giao cho Nga, nhưng hệ thống Polonets vẫn nằm ngoài danh sách trên. Điều đáng chú ý là chủ đề về khả năng chuyển giao tổ hợp Polonets MLRS cho Nga đã hơn một lần được nêu ra, đặc biệt là sau khi bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. MLRS Polonets bắn tên lửa cỡ nòng 301 mm và có thể tấn công tới 8 mục tiêu đồng thời trên một diện tích lên tới 400 km vuông. Hệ thống này do nhà máy cơ điện chính xác Belarus chuyên về pháo và tên lửa hiện đại phát triển. Tên lửa của Polones được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính hiệu chỉnh bằng vệ tinh và có tầm bắn hiệu quả 200 km đối với mẫu cơ sở và lên tới 300 km đối với biến thể Polones M nâng cấp. Tên lửa dài 7,26 m, nặng 750 kg khi phóng và có đầu đạn nổ phân mảnh mạnh 140 kg đầu đạn của tên lửa có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ 700 m một giây ở góc lên tới 80 độ ở giai đoạn cuối. Tốc độ cao kết hợp với bề mặt phản xạ nhỏ khiến chúng cực kỳ khó bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn. Tên lửa của Polonets có bán kính sai số từ 30 đến 45 m khi bắn ở tầm bắn tối đa, mặc dù thử nghiệm năm 2016 cho thấy sai số chỉ khoảng 1,5 đến 10 m Tầm bắn tối thiểu của biến thể Polonets cơ sở là 50 km, và 120 km đối với Polonez M. Các bệ phóng của Polones mang theo 8 tên lửa mỗi chiếc và toàn bộ loạt đạn có thể được phóng đi trong vòng 50 giây, chỉ mất khoảng 8 phút để chuẩn bị toàn bộ hệ thống và chưa đầy 2 phút để chuẩn bị phóng tên lửa. Việc nạp đạn lại mất khoảng 20 phút và có thể thực hiện bằng phương tiện vận chuyển nạp đạn có trang bị cần cầu. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, Boris Pistorius cho biết, nước này dự định chi hơn 75 tỷ euro, tức khoảng 82,5 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng vào năm 2025. Phát biểu tại quốc hội, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, Berlin sẽ phân bổ 53,25 tỷ euro cho năm sau, tăng 1,3 tỷ euro dù ít hơn so với yêu cầu của ông. Ngoài ra, nước này còn sử dụng một quỹ đặc biệt trị giá 22 tỷ euro vào năm 2025. Do đó, Đức sẽ chi hơn 75 tỷ euro cho an ninh và quốc phòng. Trong năm nay, lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Đức sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông cũng lưu ý rằng trong tương lai, Berlin sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng mạnh hơn. Bộ trưởng Pistorius trước đó cho hay, đến năm 2028, ngân sách quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng lên khoảng 80 tỷ euro, tương đương với 86,7 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử nước này ông Pistorius nhấn mạnh, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng minh lớn nhất của NATO ở châu Âu, Đức có trách nhiệm đặc biệt và vẫn đang thực hiện trách nhiệm của nước này. Do đó, các quan chức quân sự hàng đầu của Đức đã cảnh báo rằng cần có thêm kinh phí ngay lập tức để quân đội Đức có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng 5 năm tới để ứng phó với những mối đe dọa an ninh phức tạp hiện nay tại châu Âu. Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6 tại Nhà Trắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, 23 quốc gia thành viên sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh quân sự này về việc phân bổ ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Theo ông Stoltenberg, con số trên tăng mạnh so với mức dưới 10 quốc gia ở thời điểm cách đây 5 năm. Tính cả châu Âu và Canada, các đồng minh trong NATO sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18% trong năm nay. Đó là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, NATO đang đối mặt với một trong những thời điểm phức tạp nhất đối với châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và NATO sẽ bảo vệ lãnh thổ và tiếp tục tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của khối quân sự này. Trong năm qua, quan chức một số nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm nay và điều chỉnh cam kết an ninh với đồng minh. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, yêu cầu họ san sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ trong NATO và tăng cường năng lực quốc phòng. Trong nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2021, ông từng cho rằng các đồng minh NATO phải trả tiền cho Mỹ nếu muốn tiếp tục được bảo vệ. Trong các thông điệp vận động tranh cử, ông Trump còn cảnh báo bỏ mặc những thành viên nào trong NATO không đạt cam kết dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Hải quân Mỹ và Italia đã tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ ba trong năm nay ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương kéo dài từ mùng 8 đến 11 tháng 9 thông tin trên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ công bố ngày 12 tháng 9, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell của Mỹ, tàu sân bay ITS Carver, khinh hạm ITS Alpino và tàu chiến đa năng ITS Raimondo Montecicoli của Hải quân Italia. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, một máy bay P-8A Poseidon của Australia cũng tham gia cuộc tập trận. Trong cuộc tập trận, các tàu và máy bay đã thực hành tác chiến chống tàu ngầm, chiến thuật chung, tác chiến mặt nước và các kịch bản chỉ huy và kiểm soát. Phó Đô đốc Fred Katcher, tư lệnh hạm đội 7, nhấn mạnh các cuộc tập trận đa phương là minh chứng cụ thể cho những tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Theo ông Katcher, cuộc tập trận là cơ hội để rèn rũa kỹ năng tại một trong những khu vực hàng hải phức tạp nhất thế giới. Người phát ngôn hạm đội 7, Trung tá Jamie Moroni nhận định cuộc tập trận tuần này nhằm mục đích cải thiện sự hợp tác và khả năng sẵn sàng giữa ba nước, đồng thời chấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết liên tục của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cách đây ít hôm, theo hãng tin Yonhap, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh giữa các nước, đồng thời nhất trí tổ chức thêm cuộc tập trận ba bên với nhiều khoa mục trong thời gian tới. Thỏa thuận này được đưa ra tại cuộc đàm phán quốc phòng ba bên DTT lần thứ 15 được tổ chức tại Seoul với sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách Cho chang re quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Kara Abe Krombi và Cục trưởng Cục Chính sách Quốc phòng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Yamato. Theo tuyên bố chung, ba nước tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Các quan chức cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ tiến hành tới giai đoạn 2 của cuộc tập trận Freedom Edge được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Jiang và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 năm ngoái ở trại David, Mỹ. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận ba bên lần đầu tiên vào cuối tháng 6 vừa qua, huy động nhiều tàu chiến và máy bay từ ba nước, bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ, tàu khu trục ROKS Cheoriu riêng của Hàn Quốc và tàu khu trục trực thăng JSIC của Nhật Bản. Mới đây, theo RT, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chúc mừng bà Kamala Harris về màn thể hiện ấn tượng trong cuộc tranh luận trực tiếp với ông Donald Trump. Ông Biden cho biết, nước Mỹ đã được chứng kiến một nhà lãnh đạo tuyệt vời trong tối nay. Bà Harris rõ ràng đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận. Tôi tự hào vì được làm việc cùng bà ấy trong hơn 3 năm. Phó tổng thống đã chứng minh rằng bà ấy là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt nước Mỹ tiến về phía trước. Trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, bà Harris đã tập trung vào những thành tựu của chính quyền đương nhiệm trong việc chống lạm phát, đồng thời đề xuất về nhiều chính sách kinh tế nếu thắng cử. Ở chiều ngược lại, tỷ phú Elon Musk lại cho rằng bà Harris mới chỉ đang dừng ở các tuyên bố và nhấn mạnh rằng ông Trump sẽ là người có những hành động thực tế hơn. Đảng Dân chủ và nhiều chuyên gia nhận định bà Harris đã thể hiện tốt hơn ông Trump trong cuộc tranh luận tỷ phú Musk không phủ nhận điều này nhưng cho rằng nỗ lực của Phó tổng thống Mỹ mới chỉ dừng ở các phát biểu. Ông Musk nhận xét: "Tôi không nghĩ người dẫn chương trình đã công bằng với ông Trump, nhưng bà Harris cũng vượt quá kỳ vọng của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, khi nói đến hoàn thành các mục tiêu, thay vì chỉ nói đến lời hay ho, tôi tin chắc rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn nhiều." Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh: "Ông Trump là người ủng hộ một ủy ban kiểm toán chính phủ nhằm cắt giảm những chi tiêu công lãng phí, còn bà Harris thì không." Ông Musk cho rằng nước Mỹ cần những cải cách về bộ máy chính phủ để có thể thực hiện những điều tuyệt vời. Ông Musk nói thêm, chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên sao Hỏa nếu bà Harris thắng cử. Tỷ phú Mỹ cũng tự hỏi, tại sao Phó tổng thống Harris không làm những điều tuyệt vời trong nhiệm kỳ nếu thực sự đủ khả năng. Ông Musk cho biết, câu hỏi đặt ra là các bạn muốn tiếp tục xu hướng hiện tại thêm 4 năm nữa hay muốn thay đổi. Cựu tổng thống Trump cho rằng bản thân đã thể hiện rất tốt màn tranh luận. Ông nói với Fox News sau sự kiện rằng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ và đó là cuộc tranh luận hay nhất của chúng tôi từ trước đến nay. Ông Elon Musk công khai thể hiện ủng hộ ông Trump từ sau vụ cựu tổng thống bị ám sát hụt ở Pennsylvania hồi tháng 7. Tỷ phú Mỹ cũng xác nhận đã quyên góp tiền ủng hộ chiến dịch của ông Trump, nhưng con số thấp hơn mức 45 triệu đô la Mỹ mỗi tháng mà truyền thông đồn đoán. Tỷ phú Elon Musk trước đó được cho là ủng hộ ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong bài phát biểu trước các giám đốc điều hành doanh nghiệp ở New York trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ giao cho ông Musk nhiệm vụ giám sát toàn bộ quy trình kiểm toán tài chính và hiệu suất hoạt động của chính quyền liên bang nếu đắc cử. Tỷ phú Mỹ sau đó đăng bài khẳng định mong chờ được phục vụ đất nước. Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa than phiền về cuộc tranh luận của ông Donald Trump, thừa nhận ông đã bị đối thủ là bà Kamala Harris chọc tức. Theo đó, nghị sĩ giấu tên này nói với Hill, tờ báo chuyên về Quốc hội Mỹ rằng Tôi rất buồn, bà Kamala Harris biết chính xác cần phải nói điều gì để chọc tức ông ấy. Tôi thất vọng khi ông ấy không thể điềm tĩnh như cuộc tranh luận trước. Ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris mới đây có màn tranh luận trực tiếp đầu tiên tại thành phố Philadelphia, cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Hai bên trao đổi đầy căng thẳng về hàng loạt vấn đề như kinh tế, quyền phá thai, an ninh biên giới, người nhập cư, xung đột Ukraine và giải Gaza. Một nghị sĩ Cộng hòa khác tại Hạ viện cho biết nhiều người thất vọng vì ông trump không thể giữ vững lập trường suốt cuộc tranh luận nghị sĩ này nói bà harris phát biểu như thể chúng tôi không biết gì về thực tế nhưng lại làm rất tốt việc khiêu khích ông ấy ông trump đúng về chính sách nhưng không thể giữ vững thông điệp đó không phải màn trình diễn tốt một nghị sĩ cộng hòa nhận xét hàng loạt cơ hội đã bị bỏ lỡ màn tranh luận không phải thảm họa nhưng cũng không tốt không chỉ vậy đồng minh nhà tài trợ cho ông trump cũng tỏ ra ngán ngẩm về màn tranh luận Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh lớn của ông Trump, công khai chỉ trích màn tranh luận kém cỏi của ứng viên tổng thống là cơ hội bị bỏ lỡ. Ông cho rằng ông Trump đã không thể tập trung vào điều cần nói và không nhấn mạnh được những thành tựu đạt được trong thời gian làm tổng thống. Ông Chris Christie, cựu ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, nhận xét bà Harris đã được chuẩn bị cực kỳ tốt, trong khi ông Trump lại rõ ràng không. Ông Christie tuyên bố trên đài ABC rằng Bất kỳ ai chịu trách nhiệm giúp ông Trump chuẩn bị cho buổi tranh luận cần bị sa thải. Ông ta làm không tốt chút nào. Theo Reuters, ít nhất 6 nhà tài trợ và 3 cố vấn của ông Trump thừa nhận rằng bà Harris đã thắng thế trong hầu hết thời gian tranh luận vì ông Trump không thể phát đi thông điệp của mình. Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát quy mô nhỏ với 10 cử tri chưa quyết định bầu ai, Reuters lại ghi nhận 6 người khẳng định sẽ bầu ông Trump hoặc ngả về ông chỉ ba người khẳng định sẽ ủng hộ bà Harris và người còn lại vẫn chưa ngả về bên nào. Về phần mình, ông Trump tuyên bố cuộc tranh luận đã cho thấy đảng Dân Chủ yếu kém đến mức nào, thảm hại ra sao và phơi bày những gì họ đang làm để hủy hoại đất nước, biên giới, ngoại thương và mọi thứ. Tôi nghĩ đó là một cuộc tranh luận tốt nhất từ trước đến nay của tôi. Tuy nhiên, ông không chắc chắn về khả năng tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai với bà Harris. Cựu Tổng thống Mỹ cho hay bây giờ bà ấy muốn tranh luận thêm lần nữa vì đã chịu đả kích nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có tiến hành thêm một cuộc tranh luận nữa hay không. Theo tờ The Hill, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả bản thân rơi vào cuộc chiến 3 đấu 1, ám chỉ việc hai MC của đài ABC News, David Muir và Lindsay Davis liên tục đưa ra những câu hỏi có phần công kích ông, trong khi có thái độ khác hẳn đối với bà Harris. Dù vậy, phát biểu chỉ vài phút sau khi rời cuộc tranh luận, ông Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội chút rằng ông tự tin đó là màn tranh luận tốt nhất của mình. Ông Trump cho biết, đúng như tôi dự đoán, đó là cuộc tranh luận gian lận, bởi khi nhìn vào những gì đã diễn ra, mọi người sẽ thấy họ đính chính mọi thứ tôi nói, nhưng không làm như vậy với bà Kamala Harris. Ông Trump chỉ trích kênh ABC News, đơn vị tổ chức tranh luận là không trung thực. Tôi nghĩ họ đã chịu đòn dáng nặng nề sau cuộc tranh luận tối qua. Cựu Tổng thống Mỹ nói thêm, họ nên bị tước giấy phép hoạt động vì cách tổ chức. Đồng quan điểm với ông Trump, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Marco Rubio đã gọi màn điều phố tranh luận của hai MC đài ABC News là sự hổ thẹn cho báo chí. Ông Rubio chia sẻ trên Fox News, những câu hỏi dành cho ông Trump thường kiểu sao ông lại làm những điều tồi tệ như vậy. Và câu hỏi tiếp theo dành cho bà Harris là bà nghĩ gì về những điều tồi tệ ông Trump làm. Nhiều đồng nghiệp của hai MC đài ABC News cũng tỏ thái độ không hài lòng với cách hai người điều phối cuộc tranh luận. Người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ, Buck Sexton đánh giá, hai MC của đài ABC News đã kiểm chứng thông tin một chiều. Ông Trump dường như đang bị đánh úp, dù cuối cùng ông vẫn giành chiến thắng. Cuộc tranh luận này hoàn toàn đáng xấu hổ. Mọi câu hỏi đều nhằm công kích ông Trump, thật không thể tin được. Nữ bình luận chính trị của chương trình Outkick trên Fox News, Tommy Lauren nêu rõ, khi ông Trump không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, hai MC của đài ABC News chỉ ra rõ ràng, trong khi bà Harris không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, họ lại bỏ qua. Thậm chí tổng biên tập tờ Federalist Molier Hemingway đánh giá những câu hỏi mà hai MC của đài ABC News đưa ra là khá tệ. Cựu tổng thống Mỹ cũng chỉ trích ngôi sao nhạc pop Taylor Swift vì cô tuyên bố ủng hộ bà Harris ngay sau cuộc tranh luận. Ông Trump nói, tôi không hâm mộ Taylor Swift, đó là người theo chủ nghĩa tự do và dường như luôn ủng hộ người đảng Dân Chủ. Cô ấy có thể sẽ phải trả giá vì điều này trên thị trường âm nhạc. Và thêm rằng, ông không ngạc nhiên trước động thái của nữ ca sĩ. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra liên quan đến xung đột Israel-Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo AP, dẫn thông tin từ các quan chức bệnh viện, các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vừa qua đã trúng một trường học của Liên Hợp Quốc, nơi trú ẩn của các gia đình Palestine phải di rời, cùng với hai ngôi nhà, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Một quan chức của Liên hợp quốc cho biết, 6 nhân viên của tổ chức này nằm trong số những người bị thiệt mạng. Tại bờ tây bị chiếm đóng, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích và không kích vào một số thị trấn. Một cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng và quân đội Israel nói rằng đây là những binh sĩ Hamas. Bộ y tế Palestine cho biết, cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một chiếc ô tô khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Trong khi đó, một kẻ tấn công đã đâm xe tải chở nhiên liệu vào một trạm xe buýt ở bờ tây, gần khu định cư Gvat Asaf của Israel khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Kẻ tấn công đã bị khống chế. Cuộc tấn công vào trường dự bị nam sinh Anjouni của Liên Hợp Quốc tại trại tị nạn Nuserat khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Các quan chức từ bệnh viện Alda và Anquasa Al Martis thông tin. Theo quân đội Israel, cuộc tấn công nhắm vào các thành viên Hamas đang lên kế hoạch tấn công từ bên trong trường học. Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA cho hay, ngôi trường này đã bị tấn công 5 lần kể từ đầu xung đột, dù là nơi trú ẩn của 12.000 người tị nạn. Không có ai an toàn ở giải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công và xác nhận 6 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng. Ông nhấn mạnh, những gì đang xảy ra ở Gaza là hoàn toàn không thể chấp nhận, cần dừng ngay các hành động vi phạm luật pháp quốc tế như vậy. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, sau đó thừa nhận họ thực hiện các cuộc tấn công của Nusrat nhưng đã áp dụng một loạt biện pháp để giảm khả năng thương vong cho dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác, sử dụng ảnh chụp từ trên không và thông tin tình báo bổ sung. Theo An Jazeera, trường Jauni do Unwa vận hành, quân đội Israel từng nhiều lần tập kích các trường học của Unwa ở giải Gaza và cáo buộc đây là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas, trong khi nhóm vũ trang Palestine bác bỏ thông tin. Phía Hamas cũng phủ nhận thông tin rằng thành viên của phong trào này có mặt tại khu vực xảy ra oanh kích. Trong khi đó, các nước gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập vẫn đang thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Hamas và Israel, song tiến trình đàm phán bị đình trệ. Hamas khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc các lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza. Phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva vừa qua, cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Tuck nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách. Cao ủy Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia không chấp nhận tình trạng này và yêu cầu Israel tuân thủ các quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như Tòa án Công lý Quốc tế. Ông Thức nói, các quốc gia không được và không thể chấp nhận sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp quốc tế, bao gồm các quyết định ràng buộc của Hội đồng Bảo an và các lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế trong cả tình huống này hay bất kỳ tình huống nào khác. Chúng ta đều biết rằng cuộc xung đột sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai nuôi dưỡng những chu kỳ hận thù lặp đi lặp lại nếu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Vừa qua, các nhà đàm phán của Hamas đã gặp gỡ những bên khác tại Doha, Qatar để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại giải Gaza. Theo AFP, đại diện Hamas là ông Khalil al Haja, trong khi hai người khác tham gia cuộc họp là Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani và lãnh đạo tình báo Ai Cập Abbas Kamen. Hamas sau đó ra tuyên bố nhấn mạnh sẵn sàng thi hành ngay lập tức thỏa thuận ngừng bắn dựa trên tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuyên bố trên Telegram, lực lượng này nêu Hamas nhấn mạnh sự sẵn sàng thực hiện ngay lập tức một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng chỉ khi thỏa thuận đó dựa trên các đề xuất của Tổng thống Biden được trình bày vào ngày 31 tháng 5 và nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như dự thảo thỏa thuận được Hamas phê duyệt vào ngày 2 tháng 7 năm 2024 chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu mới nào và điều kiện tiên quyết mới nào cho thỏa thuận, bất kể bên nào có thể đề xuất chúng. Hamas cũng khẳng định rằng phong trào này coi việc tổ chức Gaza sau chiến tranh là một vấn đề riêng của người Palestine và bác bỏ bất kỳ dự án nào được đề xuất từ bên ngoài để giải quyết vấn đề này. Việc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza bắt đầu từ cuối tháng 6 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn 3 giai đoạn do Mỹ chuẩn bị đề xuất là cơ sở cho các bên đàm phán, nhưng đến nay chưa giúp đưa ra thỏa thuận sau cùng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 tháng. Sức ép càng gia tăng sau khi 6 con tin được tìm thấy thiệt mạng trong một đường hầm ở Gaza vào đầu tháng này. Tuy nhiên, trước những lời kêu gọi thỏa hiệp, cả Israel và Hamas vẫn cường quyết giữ nguyên lập trường đàm phán. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh việc kiểm soát biên giới giải Gaza với Ai Cập, còn gọi là hành lang Philadelphia, cho rằng việc đó là cần thiết để ngăn Hamas nhận vũ khí từ bên kia biên giới. Ai Cập và Qatar đã bác bỏ cáo buộc cho rằng khu vực biên giới được sử dụng để cấp vũ khí cho Hamas, chỉ trích ông Netanyahu cố tình đánh lạc hướng dư luận Israel và cản trở thỏa thuận. Trong tuyên bố gần đây, Hamas yêu cầu Israel rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Gaza. Hamas nhấn mạnh không đưa ra yêu cầu nào khác và cũng phản đối các bên khác làm như vậy trực thăng quân sự Israel rơi khi đáp xuống thành phố Rafa ở giải Gaza, khiến hai binh sĩ thiệt mạng và 8 người bị thương nặng. Không quân Israel IAF cho biết sự việc xảy ra khi trực thăng UH-60 Black Hawk thuộc phi đoàn số 123 đưa tổ quân y tới thành phố Rafa ở miền nam Gaza để sơ tán một lính công binh bị thương nặng. Theo dữ liệu điều tra sơ bộ, trực thăng đã va đập mạnh xuống đất khi hạ cánh, thay vì tiếp đất một cách bình thường. IAF khẳng định phi cơ không trúng đạn của đối phương và gặp nạn ở độ cao nhỏ gần mặt đất. IAF chưa công bố nguyên nhân dẫn đến sự cố và đang mở cuộc điều tra để xác định lý do trực thăng tiếp đất không đúng cách. Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng thông báo đã tấn công 30 bệ phóng tên lửa của lực lượng Hezbollah và các địa điểm cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang này ở các khu vực miền Nam Liban. Hãng thông tấn nhà nước Liban NNA đưa tin nhiều cuộc không kích của Israel ở một số khu vực đã gây ra thiệt hại lớn cho tài sản, mùa màng và các tòa nhà ở thị trấn Anquilale. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra vài tuần sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, Fuad Shuk, trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Được biết, quân đội Israel đã mở nhiều cuộc không kích phủ đầu và đáp trả các cuộc bắn phá của Hezbollah. Theo đó, máy bay không người lái của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, mới đây đã tập kích các bệ phóng tên lửa của Hezbollah ở các khu vực Atiri At và Mansouri cùng một tòa nhà ở khu vực Rachaf phía nam Liban. Trước đó, không quân Israel cũng đã tên lửa vào một mục tiêu Hezbollah ở khu vực thung lũng Bequa, loại khỏi vòng chiến đấu một chỉ huy cấp cao của đơn vị tinh nhệ Radwan. Tuyên bố trong chuyến thị sát cuộc diễn tập kịch bản tấn công bộ binh vào Liban của lữ đoàn Odet ở phía bắc Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan khẳng định quân đội nước này đang chuyển trọng tâm tác chiến về mặt trận phía bắc. Theo đó, các lực lượng vũ trang Israel đang hoàn tất công tác huấn luyện cho một chiến dịch bộ binh quy mô lớn vào Liban dưới mọi góc độ. Bộ trưởng an ninh nội địa Israel, Itamar Ben-Gvir cũng tuyên bố, việc mở chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban để trấn áp Hezbollah chỉ còn là vấn đề thời gian và được tính bằng ngày. Những cuộc giao tranh diễn ra liên tục gần như hàng ngày trên khắp biên giới Israel-Liban kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas ở Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo hãng tin TASS, ông Gan điều phối viên cho những người bị bắt và mất tích của Israel cho biết, Tel Aviv đã đề xuất để thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwa, rời khỏi giải Gaza một cách an toàn để đổi lấy việc thả các con tin mà Hamas đang giam giữ và nhận lại quyền kiểm soát vùng đất này. Ông Gan tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Chúng tôi sẵn sàng cung cấp một lối thoát an toàn cho ông Sinoa, gia đình ông ấy, bất kỳ ai muốn đi cùng ông ấy. Theo ông Hust, Israel mong muốn các con tin trở về, thực hiện phi quân sự hóa, phi cực đoan hóa và tất nhiên sẽ có một hệ thống mới để quản lý giải Gaza. Quan chức Israel nói rằng phía Tel Aviv đã đưa ra đề xuất này cách đây một ngày rưỡi nhưng từ chối cho biết phản ứng từ phía Hamas. Ông Hust nói thêm, song song với đó, chúng tôi phải thực hiện kế hoạch B, C và D để có thể thực hiện mục tiêu đưa các con tin trở về nhà. Thời gian đang trôi qua, các con tin không có thời gian. Trước đó, nhà báo Mỹ Seymour Hersh nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như vẫn kiên quyết tiếp tục truy lùng ông Sinoa, người đang ẩn náu trong các đường hầm ở Gaza. Mặc dù một hoạt động như vậy có nguy cơ sẽ làm ảnh hưởng tới sự an toàn của các con tin còn lại. Song song với việc trao đổi con tin, việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza cũng rất quan trọng. Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định cả Israel và lực lượng Hamas ở Palestine đều cần sớm nhất trí về các vấn đề còn tồn động để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Phát biểu họp báo khi có chuyến thăm Haiti, Ngoại trưởng Blinken cho biết dựa trên những thông tin mà ông nhận được, khoảng 90% thỏa thuận đã được thống nhất. Tuy nhiên, vẫn còn có một số vấn đề quan trọng cần giải quyết, trong đó có hành lang Philadelphia, khu vực nằm ở rìa phía nam của giải Gaza giáp biên giới Ai Cập. Ông Blinken cũng thừa nhận hai bên vẫn còn bất đồng về cách thức trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trách nhiệm của cả hai bên trong việc hoàn tất các vấn đề còn lại, đồng thời cảnh báo rằng sự trì hoãn có thể dẫn đến những diễn biến không mong muốn, làm ảnh hưởng đến quá trình đàm phán. Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Joab Galan tuyên bố năng lực và bộ máy tổ chức quân sự của Hamas đã tổn thất nặng nề sau gần một năm xung đột. Ông Galan nhấn mạnh năng lực quân sự của Hamas đã suy giảm đáng kể sau hơn 11 tháng xung đột, cho rằng Israel cần nhìn nhận thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza là cơ hội chiến lược để giải quyết thách thức an ninh trên nhiều mặt trận. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng ủng hộ thỏa thuận trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine ở giai đoạn 1 trong sáng kiến 3 giai đoạn do Mỹ đề xuất đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để buộc Hamas chấp nhận sáng kiến ngừng bắn của Mỹ. Ông nói Israel cần thỏa thuận ngừng giao chiến trong 6 tuần và đưa con tin trở về và khẳng định đây là việc đúng đắn cần làm. Lực lượng Hamas chưa bình luận về phát biểu của ông Galan. Trong diễn biến liên quan, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volkertuk yêu cầu cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một năm qua ở giải Gaza. Ông Tuk nhấn mạnh, việc chấm dứt xung đột ở Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách, đồng thời yêu cầu Israel tuân thủ các quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như Tòa án Công lý Quốc tế. Các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC cũng đã ra tuyên bố chung yêu cầu Israel lập tức dừng hoạt động quân sự ở giải Gaza, chỉ trích mạnh mẽ các hành vi vi phạm nhân quyền tại đây. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah NCC, Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar cũng kêu gọi ngừng bắn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo kênh 12, có sự bi quan rất lớn trong số các nhà đàm phán của Israel. Kế hoạch của Mỹ đưa ra đề xuất mới trong 2 hoặc 3 ngày tới hiện được coi là bất khả thi. Washington không muốn đưa ra đề xuất mới trừ khi hoặc cho đến khi nhận thấy có dấu hiệu tiến triển. Mỹ đang thúc giục các nhà hòa giải khác là Qatar và Ai Cập tìm hiểu đâu là giới hạn của Hamas. Kênh 12 cũng nhận định tuyên bố của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc tiếp tục duy trì quyền kiểm soát của quân đội Israel đối với hành lang Philadelphia dọc biên giới giải Gaza, Ai Cập, lập trường vốn không được nêu rõ trong đề xuất hồi tháng 5 đã chôn vùi cơ hội đạt được thỏa thuận. Hiện Thủ tướng Netanyahu đang hứng chịu những chỉ trích từ cả trong nước và quốc tế về việc chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas của Palestine. Iran vừa qua cho biết sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới do Anh, Pháp và Đức áp đặt với cáo buộc Tehran đã cung cấp tên lửa tầm ngắn để Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đưa ra trong hôm mùng 10 tháng 9. Ông Kanani đã phản đối hành động của ba nước châu Âu, coi động thái này nhằm chống lại người dân Iran. Do đó, Tehran sẽ có hành động tương xứng. Trước đó, Anh, Pháp và Đức tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp hủy bỏ thỏa thuận dịch vụ hàng không với Iran và tiến tới áp đặt trừng phạt Hãng hàng không Iran Air -E của nước Cộng hòa Hồi giáo. Bên cạnh đó, các nước cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các thực thể và cá nhân liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như chuyển các tên lửa đạn đạo và vũ khí khác cho Nga. Iran đã bác bỏ cáo buộc ba nước phương Tây đưa ra về việc chuyển vũ khí để Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraina. Ông Ganani nhấn mạnh mọi cáo buộc rằng Iran bán tên lửa đạn đạo cho liên bang Nga là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật chuẩn tướng Fazlollah Nozari, phó chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al -an anbia của các lực lượng vũ trang Iran, sau đó cũng lên tiếng bác bỏ thông tin về việc nước này chuyển giao tên lửa cho Nga. Chuẩn tướng Fazlollah Nozari khẳng định không có tên lửa nào được chuyển đến Nga và cáo buộc nêu trên là một loại chiến tranh tâm lý. Iran không ủng hộ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Ukraine-Nga. Trước đó, theo AFP, Liên minh châu Âu-EU cho biết các đồng minh EU đã chia sẻ thông tin tình báo về việc Iran cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo và cảnh báo về các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran nếu các đợt giao vũ khí được xác nhận. Theo báo The Times của Anh, 200 tên lửa đạn đạo phát 300 của Iran đã được chuyển đến Nga qua biển Caspi vào đầu tháng 9 và các huấn luyện viên Iran dự kiến sẽ đào tạo cách sử dụng tên lửa tại bãi tập Asalak, tỉnh Astrakhan. Các chuyên gia đánh giá việc Nga sở hữu tên lửa phát 300 có thể tác động đáng kể đến tình hình xung đột ở Donbass và mở đường cho việc Iran cung cấp các loại tên lửa tầm xa hơn có khả năng tấn công mục tiêu ở miền Tây Ukraine. Ngoài ra, kênh truyền hình CNN và tờ Wall Street Journal của Mỹ cũng đưa tin Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Ukraine cho biết, việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Tehran và Moscow là mối đe dọa với Ukraine, châu Âu và Trung Đông, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực lên Iran và Nga. Trong khi đó, Mỹ khẳng định bất kỳ hành động chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Nga sẽ đánh dấu sự gia tăng căng thẳng mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Ukraine. Tehran và Moscow đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine với việc Iran cung cấp máy bay không người lái Shahed cho quân đội Nga. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine Thưa quý vị, trên các mặt trận, giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Nga dường như đã bắt đầu một cuộc phản công lớn đầu tiên nhằm đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng Kursk sau hơn một tháng Ukraine bất ngờ tập kích xuyên biên giới Thông tin trên được đài ABC News trích dẫn từ một số nguồn tin của Nga và Ukraine cũng như nhiều nhà phân tích quân sự độc lập. Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga nhiều khả năng đã đạt được một số thành công, tái kiểm soát một số khu vực và xâm nhập vào các phòng tuyến của Ukraine ở Kursk. Blogger quân sự Nga Yuri Podolyaka cho biết cuộc phản công của Nga chủ yếu nhằm vào khu vực làng Snagos. Tại đây, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực có ý nghĩa quan trọng chiến lược. Trung đoàn 51 thuộc sư đoàn dù 106, đã chuẩn bị cho cuộc tấn công suốt một tuần. Bình sĩ dù Nga xông vào Snagos buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui vội vàng. Theo blogger Podolyaka, lực lượng Ukraine bị động trước cuộc phản công nên quân đội Nga đã tiến công rất nhanh chóng và không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Nhiều blogger quân sự Nga khẳng định lực lượng Nga đang tấn công làng Obukhov. Điều này có nghĩa là quân đội Nga có thể đã tiến xa hơn 10 km. Trong khi đó, blogger quân sự Sergei Stenenko, nổi tiếng ở Ukraine, xác nhận Nga đã phát động một cuộc phản công lớn và tình hình đang nguy hiểm đối với Ukraine. Ông Stenenko nhận xét trên Telegram rằng lực lượng Ukraine thiếu sự phối hợp đầy đủ trong khu vực và không có tổ chức. Chuyên trang quân sự Nga avia.pro đưa tin Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga và là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố quân đội Nga đã giành lại 10 khu định cư ở Kursk. Theo ông Apti Alaudinov, lực lượng Nga tăng cường các hành động theo hướng Kursk trong những ngày gần đây và đưa đến kết quả đáng kể. Trong diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã chia sẻ một đoạn video cho thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 do Ukraine vận hành đã bị tên lửa Iskander-M phá hủy. Vụ tập kích diễn ra gần khu định cư Malaya, Sedeminuka ở Kherson. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ hậu quả của cuộc tấn công bằng Iskander M là hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS cùng nhiều thiết bị phụ trợ bị phá hủy. Theo bộ này, các hệ thống phòng không Nga cũng đã bắn hạ 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 7 tên lửa HIMARS được Mỹ cung cấp và 175 máy bay không người lái của Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga còn tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại hàng trăm khu vực. Việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi khu vực Kursk và rút lui ở Donbass có thể dẫn đến việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Đây là kịch bản xấu nhất đối với Ukraine và sẽ để lại hậu quả mãi mãi. Giáo sư người Na Uy Glyn viết trên mạng hội X cho rằng vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk có thể sụp đổ do cuộc phản công của Nga. Giáo sư Glyn cho biết sau khi loại bỏ các lực lượng Ukraine xâm nhập Kursk, Nga đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ và giành lại 125 km vuông và 8 làng ở đây. Tương tự, một chuyên gia khác cũng tê liệu xấu cho lực lượng Ukraine ở Kursk. Ông Carlo Masala, chuyên gia quân sự tại Đại học Bundeswehr ở Munich, Đức, cho biết việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi khu vực Kursk và rút lui ở Donbass có thể dẫn đến việc Ukraine đầu hàng hoàn toàn. Chuyên gia này cho biết, trong trường hợp xấu nhất, việc Ukraine phải đầu hàng sẽ là kịch bản tồi tệ nhất. Nếu các vị trí ở khu vực Kursk bị mất, và nếu Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Donbass, thì Ukraine sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán và thừa nhận rằng họ sẽ mãi mãi mất khoảng 25-27% đến lãnh thổ của mình. Ông gọi diễn biến sự việc này là kịch bản xấu nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 350 binh sĩ và 13 thiết bị quân sự tại khu vực Kursk trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, Kiev đã mất hơn 12.200 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực này. Trong khi đó, Thiếu tướng Ati Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga, kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, báo cáo rằng quân đội Nga đã giải phóng 10 khu định cư ở vùng Kursk bằng chiến dịch vô hiệu hóa lực lượng Ukraine. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Nga đã huy động một lượng lớn trang thiết bị quân sự cho chiến dịch phản công. Từ video, có thể thấy rõ rằng các đơn vị thiết giáp của lực lượng vũ trang Nga tích cực tham gia tiến công theo một số hướng hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh và lính dù lực lượng vũ trang Ukraine kháng cự quyết liệt nhưng quân đội Nga đang cố gắng duy trì thế chủ động nhờ sự yểm trợ trên không và các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng vào các vị trí của đối phương theo Avia Pro quân đội Ukraine vẫn kháng cự ở một số khu vực nhưng không thể ngăn chặn đáng kể đà đá tiến của lực lượng Nga theo thiếu tướng Apti Alodinov quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề và bắt đầu nhận ra rằng việc giữ quyền kiểm soát lãnh thổ sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Trong một diễn biến liên quan, RT đưa tin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Sergei Ryabkov nói, những người nắm quyền ở đó, tức Ukraine, phải từ bỏ lệnh cấm mọi liên lạc. Nga sẽ không nhận bộ trước tối hậu thư, bất kể chúng là gì, dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà ngoại giao này cũng nói thêm rằng, thỏa thuận giữa Nga và phương Tây về trao đổi tù nhân, không làm tăng thêm lòng tin trong quan hệ. Mới đây, ông Andrei Chibis, thống đốc tỉnh Murmansk của Nga, vừa thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thành công ba máy bay không người lái UAV của Ukraine tại khu vực này. Tuy nhiên, ông Chibis không tiết lộ thêm về thiệt hại từ vụ tấn công. Cụ thể, RT dẫn lời thông báo của ông Chibis trên Telegram cho biết khu vực của chúng ta đang bị phương tiện bay không người lái của đối phương tấn công mong rằng mọi người hãy thông cảm cho một số lệnh hạn chế tạm thời. Chúng tôi đang thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để cải thiện an ninh. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt để tiêu diệt thiết bị của đối phương. Liên quan đến sự việc, Rosaviasia, cơ quan vận tải hàng không liên bang Nga cho biết, cả hai sân bay tại khu vực Murmansk và Apatiti đã phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho máy bay dân dụng. Trước đó, kênh Telegram Baza cũng đưa tin, ba UAV của Ukraine được phát hiện đang hướng về phía Severomorsk, nơi có căn cứ hải quân chính thuộc hạm đội phương Bắc của Nga trong khu vực. Tỉnh Murmansk nằm ở phía tây bắc của Nga, có chung đường biên giới trên bộ với Phần Lan và Na Uy, hai thành viên của NATO. Thủ phủ cùng tên của tỉnh được coi là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên vòng Bắc Cực. Đáng chú ý, khoảng cách từ biên giới Ukraine tới Murmansk vào khoảng 3.000 km. Điều này đang chứng minh rằng những tin tức về sự phát triển drone của Kiev được đưa ra đầu năm nay là có cơ sở. Cụ thể, vào hồi tháng 4, Defense Express Dẫn thờ Bill của Đức đưa tin, Ukraine đang phát triển máy bay không người lái mới, có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với tầm bắn từ 2.500 km đến 3.000 km. Có thể thấy rằng tầm hoạt động của UAV Ukraine đang ngày càng được nới rộng. Cũng vào hồi đầu năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, ông Oleksandr Kamyshin xác nhận UAV do Ukraine sản xuất có thể bay quãng đường lên tới 1.250 km. Trước đó ít lâu, cuộc tấn công ở Tatarstan, các UAV của Ukraine mới chỉ có thể di chuyển quãng đường khoảng 900 km để tấn công các mục tiêu ở Leningrad của Nga. Việc Ukraine đẩy mạnh phát triển UAV có tầm hoạt động ngày càng lớn được xem là giải pháp bù đắp cho việc Kiev thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa. Mỹ chỉ gửi cho Ukraine nhiều hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC MS có tầm bắn khoảng từ 160 km đến 165 km, thay vì tầm bắn tối đa của hệ thống này là hơn 300 km trong một video gửi tới hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo platform crimea lần thứ tư tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan nói chúng tôi không thay đổi lập trường ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền và độc lập của ukraine việc crimea trở về với ukraine là yêu cầu của luật pháp quốc tế ông đã nhấn mạnh lập trường của thổ nhĩ kỳ về crimea nhấn mạnh rằng việc crimea trở về ukraine phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế đồng thời chỉ ra nỗi đau dai dẳng của người dân tộc Tatak ở Crimea khi bị trục xuất khỏi bán đảo 80 năm trước. Ông Erdogan cũng bày tỏ sự tin tưởng vào các hành động tiếp theo nhằm hỗ trợ người Tatak Crimea. Tôi tin rằng các bước đi bổ sung sẽ tiếp tục được thực hiện để củng cố quyền lợi của người Tatak trong thời gian tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo người Tatak ở Crimea Mustafa Abdul Semin Kirimoglu vì vai trò của họ trong việc tổ chức hội nghị. Ông cũng nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ công nhận việc sáp nhập Crimea. Ông nhấn mạnh quyền lợi của người tatar Crimea trong việc sống tự do, an toàn và yên bình trên chính quê hương của họ và khẳng định việc bảo vệ quyền lợi của người ta tác là một trong những ưu tiên đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Erdogan bày tỏ nguyện vọng rộng lớn của Ankara về việc giải quyết xung đột rằng nguyện vọng chân thành của chúng tôi là cuộc xung đột kết thúc bằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài dựa trên toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Ngay sau đó, theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp trả bình luận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về bán đảo Crimea, lưu ý rằng các chủ thể của Nga không phải là đối tượng để đem ra đàm phán. Bà Zakharova nhấn mạnh, các khu vực của Nga là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Hãy xem hiến pháp của chúng tôi và không thể tranh chấp được. Theo bà Zakharova, Nga liên tục nhận được và luôn có phản ứng trước những tuyên bố tương tự từ các quan chức cấp cao và chuyên gia của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề trên. Bà Zakharova nói, trong suốt những năm qua, chúng tôi cũng đã thể hiện rõ quan điểm của mình với phía Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các kênh chính thức một cách công khai. Họ cũng biết rõ điều này. Hồi tháng 7, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO được tổ chức tại Astana, Kazakhstan. Trong cuộc gặp, ông Erdogan tuyên bố sẵn sàng đặt nền móng cho lệnh ngừng bắn và các cuộc thảo luận để tìm ra sự thỏa hiệp cuối cùng nhằm chấm dứt giao tranh. Đáp lại, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không coi Tổng thống Erdogan là người hòa giải để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine. Kênh Military Summary đưa tin, hôm 10 tháng 9, có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất đối với quân đội Ukraine, AFU, khi có tới 6 làng mạc và thị trấn thất thủ. Cụ thể, lực lượng Moscow đột phá theo hướng Uleda. Họ đã chiếm giữ hoàn toàn ngôi làng Vodiane và theo một số blogger quân sự thân Nga, mỏ số 1 cũng bị thất thủ. Ở hướng Kurakove, có bằng chứng trực quan về sự thất thủ của Ukraine tại Krasnogorodka. Nga cuối cùng đã chính thức chiếm thành phố sau nhiều tháng giao tranh trong đô thị đẫm máu. Các cuộc đột phá đang di chuyển về phía Bắc vào các nhà kho. Tại Pokrovsk, hình ảnh định vị địa lý xác nhận, lực lượng Moscow đã giành những thắng lợi nhỏ ở Selidove và Grodoka trong cuộc giao tranh ác liệt và tốn kém ở hướng này. Sau chiến thắng ở Kalinovka, phía bắc Chasovya, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát ngôi làng Grigorovka nằm xa hơn về phía bắc. Ở hướng Kurs, giao tranh vẫn tiếp tục. Nga sử dụng hàng loạt bom lượng FAB. Phía bắc Olgovka, một vụ không kích gián tiếp xác nhận của Ukraina có thể đã tiến đến rìa phía nam Vecino. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chính quyền của ông đang giải quyết khi được hỏi liệu Mỹ có dỡ bỏ lệnh hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa trong cuộc xung đột với Nga hay không. Mỹ hiện vẫn chưa muốn cung cấp hoặc phê duyệt việc sử dụng vũ khí có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga vì lo ngại xung đột gia tăng. Về phía Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Nga có thể lập vùng đệm kéo dài tới Ba Lan nếu Ukraine được cung cấp vũ khí tầm xa để đối phó Moscow. Ông nhấn mạnh, rõ ràng chúng ta cần lập vùng đệm trong tương lai để đảm bảo không gì bay vào được. Không ai biết kích cỡ vùng đệm là bao nhiêu, nhưng nên đủ dùng. Vùng đệm an ninh là khu vực ngăn cách hai lực lượng đang giao tranh. Trong xung đột Nga-Ukraine, việc thiết lập vùng đệm có tác dụng giúp các vùng lãnh thổ của Moscow và Kiev nằm ngoài tầm bắn của đối phương. Trong khi đó, các nguồn tin nói với hãng tin Reuters rằng Mỹ gần đạt được thỏa thuận cung cấp những vũ khí như vậy cho Ukraine, nhưng Kiev sẽ phải đợi vài tháng vì Mỹ đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển giao. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm 10 tháng 8 khi được hỏi liệu Mỹ có nới lỏng hạn chế với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington viện trợ hay không. Chúng tôi đang xem xét. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng với những hạn chế về cách thức và thời điểm sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga. Những nước này lo ngại các cuộc tấn công như vậy có thể thúc đẩy sự trả đũa của Nga, kéo các nước NATO vào cuộc xung đột hoặc kích động xung đột hạt nhân. Reuters dẫn nguồn thạo tin tuần trước cho hay, Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine những vũ khí như vậy. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải đợi vài tháng vì Mỹ đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật trước khi chuyển bất cứ lô hàng nào. Vừa qua, quân đội Nga đã tiếp tục thực hiện một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào các cơ sở năng lượng ở các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkov, Kherson và Chernihiv Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận rằng các trạm biến áp đã bị hư hỏng và mất điện ở một số khu vực của quốc gia này Để khắc phục, chính quyền Ukraine đã tổ chức chuyển giao các nhà máy nổi hơi di động nhỏ đến thành phố với công suất không vượt quá 1 MW Thông tin thêm từ Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết Nga đã phá hủy hoàn toàn gần như tất cả các nhà máy điện ở thành phố Kharkov. Ông Smihan cũng bày tỏ lo ngại về an ninh năng lượng Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Độ bền vững về năng lượng sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi vào mùa thu và mùa đông này. Chúng tôi đã vượt qua 3 mùa sửa ấm thành công, nhưng mùa đông này sẽ không dễ dàng hơn, có thể còn khó khăn nhất. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko cũng chia sẻ rằng quốc gia này đã mất một nửa công suất phát điện nhập khẩu điện sẽ không đủ để vượt qua mùa lạnh và tình trạng cắt điện luân phiên có thể kéo dài thêm 2 hoặc 3 năm nữa. Tờ Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin, kịch bản lạc quan dự đoán rằng trong giai đoạn thu đông, tình trạng mất điện ở Ukraine sẽ kéo dài 12 giờ một ngày. Trong khi các kịch bản bi quan dự đoán, tình trạng mất điện có thể kéo dài tới 20 giờ một ngày nếu Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ukraine cũng đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông năm nay so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột bệnh viện cơ sở hạ tầng quan trọng và nhiều doanh nghiệp đều có máy phát điện tại kiev cuộc sống diễn ra bình thường trong thời gian cắt điện tuần này nhờ các máy phát điện chạy bên ngoài quán cà phê nhà hàng và cơ sở kinh doanh tuy nhiên nếu mùa đông vẫn thường xuyên cắt điện sẽ gây ra hàng loạt hiệu ứng dây chuyền như ảnh hưởng tới người cao tuổi và những người đi lại khó khăn sống trong nhà cao tầng không đủ tiền mua máy phát điện để vận hành thang máy hay bơm nước lên các tầng cao các cơ sở kinh doanh giảm hoạt động từ đó dẫn tới thất thu thuế trong ngân sách nhà nước. Mất điện cũng đe dọa sự phục hồi của ngành công nghiệp nặng ở phía đông Ukraine. Viện Kinh tế Kiev ước tính từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ và mất 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu. việc trang bị vũ khí phòng thủ UAV cho phương tiện hoạt động biển sâu như tàu ngầm có vẻ hơi khác thường. Hình ảnh tàu ngầm diesel điện Velikiy Luki thuộc dự án 677 của Nga đã được công bố trước khi nó bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo ở Saint Petersburg. Đáng chú ý là sự xuất hiện của khẩu súng máy hạng nặng UTES gắn trên nóc tháp chỉ huy và có thể thu vào. Mục đích chính xác của loại vũ khí này vẫn chưa được xác định, nhưng có thể giả định rằng khẩu súng 12,7 mm được gắn để bảo vệ tàu ngầm khỏi máy bay không người lái. Trên trang thông tin BMPD, người đã xuất bản bức ảnh viết, rõ ràng điều này sẽ sớm dẫn đến sự hồi sinh của pháo hạng trên tàu ngầm như thời Thế chiến thứ nhất. Pháo gắn trên tàu ngầm được sử dụng cho đến cuối Thế chiến thứ hai và sau đó do hệ thống phòng thủ chống ngầm được tăng cường nên nó dần biến mất. Mặc dù các tàu ngầm luôn có tính năng tàng hình, nhưng phương tiện này của Liên Xô và Nga đều được trang bị tên lửa phòng không vác vai Manpass mục đích để chống trực thăng săn ngầm. Trước đó, Nga cũng lắp kết cấu giống giáp lồng chống drone cho tổng ngầm hạt nhân Tula. Theo một video được kênh Russia 24 của Nga công bố cho thấy, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo KH-114 Tula và tàu ngầm hạt nhân tấn công K-157 VEP neo đậu ở trạng thái nổi tại quân cảng ở Gazievo, tỉnh Murmansk. Trong video, trên tháp chỉ huy của tàu Tula có kết cấu giống giáp lồng chống máy bay không người lái cỡ nhỏ, drone, vốn được sử dụng lắp trên nhiều xe tăng, thiết giáp và phương tiện cơ giới tham gia xung đột nga ukraine giáp lồng ban đầu được nga lắp cho một số xe tăng tham chiến ở ukraine trong giai đoạn đầu xung đột khi drone được sử dụng ngày càng phổ biến loại giáp thô sơ này được cả hai bên ứng dụng rộng rãi nhiều kiểu giáp lồng đã xuất hiện trong xung đột nga ukraine phần lớn do binh sĩ chế tạo tại chỗ song ngành công nghiệp quốc phòng nga đang cung cấp giáp lồng sản xuất loạt với tiêu chuẩn kỹ thuật riêng việc nga lắp đặt thiết bị bảo vệ như vậy được đặt lên một tàu hải quân. Điều này minh chứng các mối đe dọa ngày càng tăng của UAV nói riêng và thiết bị không người lái nói chung đối với hải quân Nga, tương tự như với lục quân Nga. Phó đô đốc đã nghỉ hưu của hải quân Ấn Độ, C. Sinha nhận thức rõ về điều này khi ông nói rằng đó là cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa bom do UAV thả xuống hải cảng. Mặc dù Nga chưa chính thức thừa nhận bước phát triển mới này, các cựu binh và chuyên gia quân sự kỳ cựu đã nhất trí rằng cấu trúc phụ này được gắn bên trên tàu ngầm để bảo vệ tàu trước các vật liệu nổ được thả từ UAV. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.